Tại buổi gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với tiềm lực về kinh tế hiện nay của đất nước, Đảng, Nhà nước nỗ lực và kiên quyết không để đồng bào ở vùng sâu vùng xa bị thiếu cơm, lạt muối. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào mừng đại diện bà con các dân tộc tỉnh Cao Bằng về thăm thủ đô và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước bày tỏ sự ấn tượng về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng với dân số 530.000 người, trong đó gần 95% là đồng bào các dân tộc thiểu số, là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất cả nước. Nhưng gần đây, mỗi năm Cao Bằng giảm được hơn 4% hộ nghèo và đang quyết tâm huy động các nguồn lực để phấn đấu đến hết năm sau xóa nốt hơn 6.000 ngôi nhà tạm, nhà rột nát. Chúng ta có 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng mà bà con thương yêu, đoàn kết, quyết tâm giữ gìn biên cương của Tổ quốc. Bà con chúng ta, các chi bộ của chúng ta giữ đất, giữ Tổ quốc, cái sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân của các đồng chí cần quý hơn. Trong lúc các thế lực thù địch tấn công vào đoàn kết dân tộc của chúng ta, thì đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, của chúng ta. Điều đó rất đáng mừng. Nhất là những chủ trương mới nhất của Đảng ta, đứng đầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là lãnh đạo toàn ban chấp hành chúng ta có những quyết sách cần thiết để xây dựng đất nước, trong đó có nghị quyết mới nhất của Đảng thay nghị quyết 37 về phát triển các tỉnh miền núi phía Bắc mới được Trung ương ban hành. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Cao Bằng cần nỗ lực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo nhanh và không tái nghèo. Muốn thế, mỗi cấp ủy và đảng viên phải đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo và giúp bà con ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Bởi đây là con đường nhanh nhất đưa miền núi tiến nhanh, tiến kịp với miền xuôi. Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ ngành phải quan tâm giải quyết những kiến nghị của tỉnh Cao Bằng như tăng chỉ tiêu học sinh, sinh viên cử tuyển và cán bộ là người dân tộc ít người. Không để những lời hứa mãi chỉ là lời hứa. Nhất là cần có giải pháp đối với việc sáp nhập xã và xóm làm tăng diện tích nên bà con phải đi xa hơn để khám chữa bệnh và đi học.